Tâm điểm của chương trình Hòa Nhịp Phát Triển hôm nay là Thành ủy Vũng Tàu trao huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Linh. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 9, Thành ủy Vũng Tàu tổ chức trao huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho ông Nguyễn Văn Linh, đảng viên chi bộ khu phố 6, đảng bộ phường 4, thành phố Vũng Tàu. Ông Nguyễn Văn Linh sinh năm 1929 tại xã An Ngãi, huyện Long Điền, vào đảng chính thức ngày 19 tháng 5 năm 1948. Trải qua gần 70 năm tham gia cách mạng, ông Nguyễn Văn Linh đã kinh qua nhiều vị trí khác nhau và được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của đảng, nhà nước, như Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, Huân chương Kháng chiến hạng 3, Huân chương Quyết thắng hạng nhất và bằng khen của Hội đồng Bộ trưởng về thành tích quản lý ngành thủy sản đặc khu Vũng Tàu, Côn Đảo. Tại buổi lễ, ông Mai Ngọc Thuận, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu đã trao quyết định của tỉnh ủy và huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho ông Nguyễn Văn Linh, đồng thời ghi nhận những công lao đóng góp của ông trong suốt quá trình tham gia cách mạng, cống hiến cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Bí thư Thành ủy cũng chúc ông Nguyễn Văn Linh tiếp tục sống vui, sống khỏe, quan tâm theo dõi, cổ vũ động viên các phong trào thi đua yêu nước, động viên con cháu chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương, xây dựng Vũng Tàu là thành phố du lịch xanh, sạch, đẹp và đáng sống.